Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2791. Khương Thuần, thả lỏng tinh thần ra, tôi sẽ thay cậu cha xét thử. Liên tục bị ma sát tiêu diệt tinh thần, tốc độ của Khương Thuần cũng đã chịu ảnh hưởng, Đường Tuấn chỉ có thể đỡ lấy vai của anh ta, liều mạng chạy về phía Tiên cung. Khương Thuần khẽ gật đầu, anh ta cũng biết y thuật của Đường Tuấn. Tinh thần của đường Tuấn tiến vào trong thức hải của Khương Thuần, rất nhanh đã nhìn thấy một đạo phù văn huyền phù cực kỳ phức tạp đang lơ lửng ở trên không trung, từng đạo xiềng xích vươn ra từ trong phù văn, thâm nhập vào sâu bên trong thức hải. Lúc này đây đạo phù văn đó đã bị kích hoạt rồi, lôi quang lập lòe, không ngừng có những tia lôi điện dùng sức đánh mạnh vào trong thức hải. Khi lôi điện đánh xuống, tinh thần lực lại thêm bị mai một đi một bộ phận. Dấu ấn thật độc ác. Ánh mắt của đường Tuấn chợt lóe lên, chẳng qua cũng chỉ là bị thôi thúc một cách đơn giản thôi vậy mà lại có cả tia lôi điện đến đánh vào tinh thần lực, một khi bị thôi thúc hoàn toàn, chỉ e là toàn bộ phù văn đều sẽ nổ mạnh, đến lúc đó Khương Tuần chắc chắn sẽ thực sự thân tử đạo tiêu. Anh cũng đã từng lưu lại dấu ấn trong tinh thần của Lý Quân Thành, nhưng cũng chỉ là uy hiếp, sẽ không kích phát ra tia lôi điện làm mai một tinh thần lực của ông ta. Đường Tuấn có ý đồ muốn dùng tinh thần lực của bản thân để đến gần phù văn, nhưng rất nhanh đã rơi vào hoàn cảnh bị bài xích. Đường Tuấn nhanh chóng quay trở lại, anh sợ rằng nếu như cứ mạnh mẽ tới gần, Phù Văn sẽ trực tiếp nổ tung. Làm sao bây giờ? Đường Tuấn có chút nóng vội, lúc này Phù Văn không ngừng lập lòe ánh sáng lôi điện, hiển nhiên là do Diêm Quân Ngư đang không ngừng thôi thúc pháp ấn. Nếu như còn tiếp tục như vậy, chỉ e không chờ được đến khi tiến vào Tiên Cung, Khương Tuần đã phải rơi vào trong giấc ngủ sâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền nếu không có biện pháp trực tiếp xóa đi dấu ấn phù văn này, vậy có thể ngăn cách tia lôi điện từ phù văn này khỏi tinh thần lực hay không? Ít nhất cũng không thể để những tia lôi điện kia tiếp tục làm mai một tinh thần lực nữa." Trong lòng Đường Tuấn vừa động, tinh thần lực của anh tràn ra từ trong thức hải, hình thành một cái lá chắn hình lập phương, bắt đầu vây quanh dấu ấn phù văn. Nhưng cái lá chắn từ tinh thần lực này vừa mới được hình thành thì đã bị lôi điện đánh nát. Thất khiếu của Đường Tuấn đều chảy máu. Vừa rồi khi tia lôi điện kia đánh lên lá chắn tinh thần của anh, tinh thần lực của anh đã bị mai một, khiến cho hắn cũng bị chút thương tích. Lúc này, Đường Tuấn đã càng thêm khắc sâu nhận thức với uy lực của dấu ấn phù văn. Chỉ là một lần công kích, đã có thể khiến cho anh bị thương nhẹ. Mà Khương Tuấn lúc này lại đang không ngừng phải chịu đựng công kích, thống khổ khó có thể tưởng tượng nổi. Có điều sau khi tia lôi điện kia nổ nát lá chắn tinh thần của Đường Tuấn, cũng bị tiêu tán theo, điều này khiến cho đường Tuấn thấy được một tia hy vọng. Phương pháp này có thể được, trong lòng đường Tuấn vui mừng. Anh lại huy động tinh thần lực một lần nữa, nhưng lần này đã thêm vào tinh thần lực của Tiểu Kim và Tiểu Thanh nữa. Hiện giờ Tiểu Kim cùng Tiểu Thanh cũng đã sắp sửa hoàn toàn thức tỉnh rồi, có thể vận dụng sức mạnh của chúng. chương 2792 Có thêm hai luồng sức mạnh đại biểu căn nguyên góp thêm sức, lá chắn được tạo từ tinh thần lực của đường Tuấn ngay lập tức có sự biến hóa, tuy rằng đã ra khỏi thân thể, nhưng lại giống như một dòng nước cứ lưu động không thôi, giống như là tự có sinh mệnh của nó vậy. Trong lòng của đường Tuấn vừa động, lá chắn từ tinh thần lực lại một lần nữa bao quanh lấy dấu ấn của Phù Văn. Oanh, Phù Văn bị kích phát, tia lôi điện lập lè, oanh tạc thật mạnh ở bên trong lá chắn tinh thần lực của đường Tuấn. Lá chắn từ tinh thần lực cũng theo đó mà đông đưa, nhưng lần này lại cũng không bị mai một, chỉ là bị phá vỡ ra một lỗ hổng nhưng rất nhanh đã có một tia tinh thần lực nhanh chóng bổ khuyết tu sửa vào chỗ đó đường tuấn thấy thế lúc này mới thở ra một hơi trong lòng hơi ổn định lại tuy rằng không thể hoàn toàn giải quyết nguy cơ từ dấu ấn phù văn nhưng ít ra trước mắt không còn nguy hiểm quá lớn nữa khi đường tuấn rời khỏi không gian thức hải của khương thuần chỉ thấy khương thuần đang dùng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn anh tuy rằng khương thuần có lòng tin tưởng vào y thuật của đường tuấn nhưng kia dù sao cũng là dấu ấn phù văn do lão tổ có tu vi ở đỉnh phong của động hư cảnh cho dù là mức độ huyền diệu hay là mức uy lực cũng cực kỳ kinh người vẻ mặt của đường tuấn ngưng trọng nói tôi chỉ là che chắn nó lại thôi nếu như vẫn không thể giải trừ dấu ấn này cậu vẫn có nguy hiểm đến tính mạng anh nhìn về phía diêm quân ngư đang đuổi theo phía sau ánh mắt mang theo một tia sát ý vừa rồi anh cũng đã hiểu thêm một chút về cách cấu thành một dấu ấn phù văn nếu như muốn cởi bỏ nó, có lẽ buộc phải huyết tế. Mà huyết tế yêu cầu dùng đến máu, nhất định phải có quan hệ huyết thống với người thi pháp tạo dấu ấn, mà hiện tại Diêm Quân Ngư chính là người duy nhất được chọn. Lúc này vẻ mặt của Diêm Quân Ngư cũng có chút không thể tin được, tuy rằng cô ta không thể cảm nhận được tình trạng hiện tại của dấu ấn, nhưng đã liên tục thôi thúc hai lần rồi, Khương Tuần lại không có bất cứ sự khác thường nào, có ta cũng có thể đoán được chắc chắn là do Đường Tuấn đã động tay chân gì đó. Đường Thanh Dương, tên đường tuấn này rốt cuộc là kẻ nào. Diêm quân ngư đơn giản từ bỏ việc thôi thúc pháp ấn, tập trung vào đẩy nhanh tốc độ truy kích. Đường thanh dương cười khổ lắc đầu, nói tôi cũng không quá hiểu rõ về anh ta, có điều y thuật của anh ta rất lợi hại, còn tu luyện pháp môn rèn luyện tinh thần lực. Thảo nào! Diêm quân ngư hừ một tiếng, cũng không truy cứu thêm nữa. Ánh mắt của cô ta ngưng một chút, lạnh lùng nói, dùng tốc độ cao nhất để truy kích đi, Bằng không chờ khi bọn họ trốn được vào tiên cung rồi, chúng ta sẽ gặp phiền toái." Đường Thanh Dương và Hải Đông Lưu gật gật đầu, cùng tán đồng kiến nghị này. Nói xong, ba người đã được một luồng ánh sáng thần thành bao phủ, tốc độ trong nháy mắt đã tăng lên gấp đôi, trực tiếp vượt qua linh hổ đang truy kích một cách phẫn nộ. Khoảng cách đang không ngừng kéo gần. Chương 2793. Vẻ mặt của Khương Thuần lộ vẻ cực kỳ nôn nóng, nói: "Đường Tuấn, bắt buộc phải nghĩ biện pháp khác, bằng không cứ tiếp tục với tốc độ này thì bọn họ sẽ đuổi theo kịp chúng ta ở ngay trước cổng tiên cung mất. Đường Tuấn trầm ngâm, vào đúng lúc này, con đường lại trở nên chấn động một lần nữa. Ở phía dưới, lại có thêm càng nhiều xà hư không đang bay lên, hơi thở không những lớn mạnh hơn những con xà hư không xuất hiện trước đó nhiều, mà thậm chí còn có những con ở cảnh giới động hư cảnh hậu kỳ. Những con xà hư không này là do Chu Tước Thần Quân để lại nhằm bảo hộ mật tàng, không biết có thể nghe mệnh lệnh của mình hay không. Trong lòng đường Tuấn chợt hiện lên một suy nghĩ. Hiện giờ, chìa khóa mật tàng đã biến mất, chỉ còn lại một tia hơi thở tàn lưu ở trong đầu anh thôi. Anh cũng không biết liệu rằng có hiệu quả hay không. Gư gư gư. Xa hư không gầm nhẹ, đang nhanh chóng tiếp cận. Vẻ mặt của đường Thanh Dương khế biến đổi, Diêm Quân Ngư cười lạnh nói yên tâm. Chúng ta hiện tại theo chân bọn họ với khoảng cách không xa, nếu như trên người anh ta có thứ bảo vật thần bí gì đó có thể đuổi xà hư không đi, vậy chúng ta đây đi theo cũng có thể được che chở. Trừ phi anh ta có thể khống chế những con xà hư không đó, chỉ là tòa mật tàng này là vật sở hữu của Chu Tước Thần Quân, trừ phi anh ta là truyền nhân của thần quân, nếu không những con xà hư không kia vốn dĩ sẽ không nghe anh ta. Nhưng mà, lời nói của Diêm Quân Ngư vừa mới dứt, sắc mặt của Hải Đông Lưu đã trở nên quái dị mà nhìn phía trước nói, dường như anh ta thực sự có thể khống chế được hành động của xà hư không. Phía trước, xà hư không giống như là không nhìn thấy đường Tuấn và Khương Thuần vậy, cứ như một tổ ong vò vẽ mà lao về phía bốn người bọn họ. Đường Tuấn nhìn thấy thế thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa vào khải thần 12 pháp và hơi thở còn tàn lưu lại của chìa khóa mật tàng, anh miễn cưỡng cũng có thể khống chế những hành động đơn giản của xà hư không. Nhìn mấy người Hà Thanh Dương đang bị xà hư không vây quanh ở phía sau, đường Tuấn không hề do dự, Tốc độ lại nhanh thêm 3 phần, cách cửa vào của Tiên cung ngày càng gần. Đáng chết, sắc mặt của Diêm Quân Ngư trở nên xanh mét. Đường Thanh Dương thở dài, nói "Chiến đấu đi." Diêm Quân Ngư khẽ quát một tiếng, sắc mặt dữ tợn, nói "Tôi tới." Nói xong, trên dưới toàn thân của cô ta tỏa ra những ánh sáng chói lọi, bao vây lấy cô ta ở bên trong. Ánh sáng chói lọi rất nhanh đã tản ra, hiện ra dáng vẻ lúc này của Diêm Quân Ngư. Chỉ thấy toàn thân của cô ta Tính cả phần đầu đều được bao quanh một lớp áo giáp đỏ xanh giao nhau. Ở vị trí ngực của áo giáp, có một viên tinh thạch máu xanh lam đang tỏa ra những ánh sang chói lọi lấp lánh. Khôi giáp Đại Phong Đường Thanh Dương và Hải Đông lưu đồng thời biến sắc. Khôi giáp Đại Phong là áo giáp với cấp bậc trong truyền thuyết. Nghe nói ai mà mặc nó vào thì có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới khi chiến đấu. Bản thân diêm quân ngư mang tu vi động ngư cảnh trung kỳ. Sau khi mặc khôi giáp đại phong vào thì đã tương đương với một vị tu hành giả đỉnh phong động hư cảnh rồi. Chương 2794. Vị trí trái tim của khôi giáp đại phong chính là nơi năng lượng phát ra, cũng là nơi khó tấn công nhất. Nhà họ Diêm sao có thể làm ra được một trái tim có năng lượng mạnh mẽ đến như vậy? Trong lòng Hải Đông Lưu và Đường Thanh Dương nghi hoặc. Mà khi Khương Tuần nhìn thấy bộ khôi giáp đại phong trên người Diêm Quân Ngư, ánh mắt dừng ở trên vị trí trái tim sức mạnh kia, trong ánh mắt bộc phát ra cơn tức giận ngập trời. Trái tim năng lượng kia, đúng là do nhà họ Diêm đã rút ra chín thành sức mạnh của anh ta mà chế tạo thành. Đối với sinh linh trời sinh thần thánh mà nói, những năng lượng đó tương đương với sức mạnh sinh mệnh của họ. Nhà họ Diêm, hận ý trong ánh mắt của Khương Tuần dường như đã hóa thành thực thể, mấy vạn năm khổ tu của anh ta lại hoàn toàn cung cho nhà họ Diêm, chế tạo cỗ khôi giáp đại phong này. Diêm quân ngư thân mặc áo giáp, nhìn Khương Thuần ở phía xa, ánh mắt chứa ý cười, nói. Trái tim của bộ áo giáp này quả thực là dùng sức mạnh căn nguyên của anh chế tạo ra, nhưng cho dù đã biết, cái tên rác rưởi như anh lại có thể làm gì tôi đây. Thời điểm nói chuyện, cô ta dùng một quyền nhẹ như không mà đánh chết một con xã hư không. Sau khi cô ta mặc cổ khôi giáp đại phong vào, thực lực cũng đã gia tăng gấp 10 lần không ngừng, đánh chết những con xà hư không này vốn dĩ không tiêu tốn bao nhiêu sức lực cả, xiêm quân ngư cười to nói không hổ là trái tim chế tạo thành từ sức mạnh căn nguyên của sinh linh trời sinh thần thánh quả nhiên năng lượng cực kỳ dồi dào khương thuần mau mau trốn đi nếu như để tôi bắt được anh tôi sẽ lột ra rút xương của anh xuống bóc lột hết sạch chút sức mạnh căn nguyên cuối cùng của anh khương thuần thu hồi tầm mắt trầm giọng nói chúng ta đi thôi đường tuấn nhìn dáng vẻ của khương thuần cuối cùng cũng không nói thêm cái gì nữa cho dù là thần quốc hay là ở trong giới tu luyện ở trung tâm Ngân Hà, đoạt lấy tài nguyên của kẻ yếu là chuyện thường thấy. Cũng giống như trước đây bởi vì anh không muốn giao ra mạch khoảng trời sinh thần thánh của Khương Tuần này, cho nên mới bị ép phải bước vào trong núi vạn thần. Kẻ yếu, chỉ có thể bị chi phối. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, đường Tuấn bắt lấy bả vai của Khương Thuần, đi gần hơn về phía tiên cung. Diêm quân ngư sau khi mặc cỗ khôi giáp đại phong, thật sự là quá mạnh mẽ, một quyền đã đánh chết một con xà hư không ngay cả con xà hư không ở cảnh giới động hư cảnh hậu kỳ cũng đồng dạng bị một quyền giết chết lúc này diêm quân ngư dường như có khí thế không gì địch nổi giết trong mắt diêm quân ngư trợt lóe lên sự sắc bén phun ra một chữ lạnh băng cô ta đưa hai người hải đông lưu và đường thanh dương đi lên tốc độ tiếp tục nhanh thêm vài phần vốn dĩ khi đã mặc cỗ khôi giáp đại phong vào đuổi theo hai người đường tuấn dường như chỉ là chuyện trong nháy mắt thế nhưng dọc theo đường đi không ngừng có sinh vật hư không xuất hiện dưới mệnh lệnh của đường Tuấn đưa ra không ngừng quấy nhiễu bọn họ, cho nên trong lúc nhất thời cũng không đuổi theo kịp. Chờ đến thời điểm mấy người diểm quân ngư thanh toán xong đợt sinh vật hư không xuất hiện cuối cùng, hai người đường Tuấn đã đứng ở ngay biên giới của Thánh Nhai, tiếp tục đi về phía trước chính là khu vực tiên cung mà chưa bao giờ được thăm dò. Lúc này, hai đám người còn có một đoạn khoảng cách ngắn. Diêm quân ngư, tôi ở tiên cung chung đợi cô. Khương Tuần dùng ngữ khi oán độc mà họ về đám người phía sau một câu chương 2795. Nói dứt lời, dưới cái nhìn chăm chú của ba người Diêm Quân Ngư, hai người Đường Tuấn và Khương Tuần nhảy vụt lên, hoàn toàn đi vào giữa cấm chế của tiên cung, thân ảnh cũng theo đó mà biến mất. Diêm Quân Ngư thân mặc cỗ khôi giáp đại phong, ánh mắt hơi rét lạnh. Một đường đi tới, cô ta đã giết chết rất nhiều sinh vật hư không, nhưng tinh thần vẫn dồi dào như cũ, không có bất cứ sự mệt mỏi nào. Có áo giáp thêm vào, chiến lực và tinh thần của cô ta đều được tăng thêm gấp mấy lần, lúc nào cũng giữ vững ở đỉnh cao. Linh hổ, anh đi vào trước, Siêm quân ngư trầm giọng quát. Khuôn mặt linh hổ lộ vẻ do dự, anh ta chỉ có tu vi sơ kỳ của động hư cảnh, ỉ vào thân mình dũng mãnh khổng lồ, ở trong khu vực thánh nhai dường như là không có bao nhiêu áp chế cả. Nhưng trước đó xuất hiện những sinh vật hư không mạnh mẽ đó khiến cho anh ta run sợ không thôi, rất nhiều sinh vật hư không trong đó thừa sức để giết chết anh ta. Mà hiện tại lại muốn anh ta trực tiếp tiến vào khu vực tiên cung càng nguy hiểm hơn, trong lòng anh ta lại thêm thấp thỏm. Linh hổ nhìn về phía hải đông lưu, nhà họ hải mới là chủ nhân của anh ta. Biểu cảm trên khuôn mặt hải đông lưu không có chút biến hóa nào cả, lạnh nhạt nói, đi vào. Tuy rằng người khổng lồ khá hiếm thấy, nhưng nhà họ hải vẫn còn mấy người, vào thời điểm này, anh ta cũng sẽ không tiếc rẻ tính mạng của một nô bộc. Nếu một mạng này của linh hổ, có thể đổi cho anh ta một chốc lát an toàn, Vậy Hải Đông Lưu sẽ không có một chút do dự nào mà đồng ý trao đổi. Sắc mặt của Linh Hổ hoàn toàn như cho tàn, có chút oán hận mà nhìn vào mắt ba người, sau đó nhảy ra khỏi phạm vi của Thánh Nhai, thân hình biến mất ở bên trong cấm chế của Tiên Cung. Nhưng lại không có sự yên tĩnh khi hai người Đường Tuấn tiến vào, sau khi Linh Hổ tiến vào, ngay lập tức truyền ra một tiếng kêu thất thanh thống khổ. Có còn con át chủ bài gì nữa thì bỏ ra sử dụng đi, đừng để đến chết còn cất giấu vẻ mặt của Diêm Quân Ngư bất biến, nói một câu này với hai người đường Thanh Dương và Hải Đông Lưu, sau đó dẫn đầu nhảy vào trong cấm chế của tiên cung, đồng thời khôi giáp đại phong cũng phóng ra luồng ánh sáng to lớn, bao bọc lấy toàn thân của cô ta. Hai người đường Thanh Dương liếc mặt nhìn nhau, cũng đều nhảy về phía cấm chế của tiên cung. Xung quanh thân mình của Hải Đông Lưu thân xuất hiện một con sông, giống như một giải lụa mà vây quanh bên hông anh ta. Mà trong tay của đường Thanh Dương lại nắm chặt một con dấu, một cỗ uy năng tràn ngập cảm giác cổ xưa cuồn cuộn minh mang. Hai người trong nháy mắt cũng biến mất ở trong cấm chế của tiên cung. Trên bầu trời được thắp một viên bảo châu, bảo châu có độ lớn như một mặt trời nhỏ vậy, không ngừng phóng thích ra ánh sáng và uy năng, bao trùm lên bầu không gian này. Hai người đường Tuấn và Khương Tuần ngửa đầu nhìn trời cao, ánh mắt có chút hoảng sợ. Anh nói xem, viên bảo châu này là bảo vật cấp bậc gì vậy? Khương Tuần nuốt nuốt nước miếng, theo bản năng mà đặt câu hỏi. Chương 2796. Tu sĩ tu vi động hư cảnh dùng thần binh cấp bậc thiên khí, mà cảnh giới độ kiếp lại dùng thần binh gọi là đạo khí. Linh khí không ngừng ra đời, còn có đạo vận, cho dù có là loại kém nhất đi chăng nữa, cũng mạnh mẽ hơn thần binh cấp thiên cao cấp nhất gấp mấy trăm lần. Ánh mắt của Đường Tuấn cũng có chút lửa nóng, lẩm bẩm nói, hẳn là đạo khí nhỉ. Anh có thể cảm nhận được Tiểu Kim và Tiểu Thanh đối với viên bảo châu này cũng có chút sợ hãi. Loại tình huống này, Vương khí vẫn chưa có cách nào làm được, chỉ có thể là đạo vận của đạo khí mới có thể. Nếu có thể luyện khí được viên bảo châu này, vậy chúng ta ở thần quốc không phải là vô địch rồi hay sao, còn cái gì mà nhà họ Diêm, phất tay cũng có thể tiêu diệt." Khương Thuần lớn mật nói. Đường Tuấn tức khắc cạn lời, nói cậu thôi đi. Uy năng của loại đạo khí này, cậu vẫn chưa kịp tới gần chỉ sợ tùy tiện một sợi uy năng cũng có thể áp chế giết chết cậu. Viên bảo châu này nhìn thì thật gần, nhưng hẳn là được sắp xếp ở một không gian khác, nếu không chỉ cần những ánh sáng này thôi, chúng ta cũng đã không thừa nhận nổi rồi. Khương Thuần nghe vậy, vẫn thờ ơ, nhìn viên bảo châu trên đỉnh đầu mà phát ngốc. Đường Tuấn đỡ chán, bất đắc dĩ nói, cậu nghĩ một chút thì cũng thôi, đừng thật sự làm chuyện gì khác người. Cho dù cậu thực sự có thể luyện hóa bảo châu, dựa vào tu vi của cậu, vốn dĩ không thể thôi thúc được, trong nháy mắt sẽ bị hút thành cái xác khô. Tên nhóc Khương Thuần này bị người nhà họ Diêm ngược đãi thảm thiết, bị lấy đi chín thành sức mạnh căn nguyên rồi, vừa rồi Diêm Quân Ngư còn khoe khoang ở ở trước mặt anh ta như vậy, hiện tại anh ta hận không thể nghĩ ra trăm vạn biện pháp mà chơi chết người cả nhà họ Diêm. Đường Tuấn thật đúng là lo lắng tên nhóc này dưới sự kích động sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn gì đó. Khương Thuần lúc này mới thở dài, nói, nói như thế cũng đúng vậy chờ khi tu vi của tôi khôi phục, sẽ lại đi lấy viên bảo châu này. Ra mặt của đường Tuấn nhân lại, tên nhóc này quả nhiên điên cuồng. Có điều nếu như Khương Tuần khôi phục tu vi, thậm chí đạt tới đỉnh phong của động hư cảnh, nói không chừng thật sự sẽ có cơ hội thu lấy bảo châu. Phải biết rằng Khương Tuần chính là trời sinh thần thánh, độ dung hợp với đạo khí cao hơn rất nhiều so với tu sĩ bình thường. Nhưng loại suy nghĩ này cũng chỉ nghĩ rồi để đó mà thôi, đường Tuấn cũng không dám nói ra, ngộ nhớ tên nhóc Khương Thuần này thật sự đi thử xem, vậy hậu quả cũng có thể dự đoán được. Đi thôi, hiện tại quan trọng nhất là giải trừ được dấu ấn của Phù Văn ở trong thức hải của cậu, nếu không chỉ cần ra khỏi tiên cung, cậu sẽ xong đời. Mặt khác còn phải tìm kiếm một ít linh đan bảo dược, xem có thể chữa khỏi thương thế của cậu hay không, khôi phục tu vi. Đường Tuấn trầm giọng nói, tiên cung ngăn cách khỏi thế giới bên ngoài, Vị lão tổ nhà họ Diêm kia hiện tại vẫn chưa thể cảm nhận được sự khác thường của Khương Thuần, nhưng chỉ cần ra khỏi Tiên cung, kết cục Khương Thuần khỏi phải nghĩ. Vẻ mặt của Khương Thuần chợt trở, trở nên rét lạnh, tàn nhẫn nói, "Chờ khi ông đây lấy được Bảo Châu, người đầu tiên bị chơi chết chính là thằng già nhà họ Diêm kia." Đường Tuấn thiếu chút nữa là muốn mở miệng mắng người, tên nhóc này thật sự coi đạo khí thành của trong nhà mình rồi. Chương 2797 vị trí của hai người có lẽ là ở cửa hông cung điện. Đường Tuấn và Khương Thuần lúc này đang đứng bên ngoài một cung điện to lớn, diện tích của cung điện gấp gần 10 lần thành phố Hải Châu, không khác một ngọn núi cao ngất hình thù kỳ quái, nằm ở giữa đất trời. Đan dược, thần binh, bảo vật, tiên cung rộng lớn như vậy hẳn là chứa được không ít. Có thể dùng đạo khí bảo châu làm mặt trời, thần quân có lẽ giàu nứt đố đổ vách nhỉ. Ánh mắt Khương Thuần nóng bỏng nhìn tiên cung, thiếu điều muốn chảy nước miếng. Đường Tuấn không muốn quan tâm tên này nữa, nói gì nữa chứ, Khương Tuần e rằng là muốn đóng gói cả tiên cung mang đi thôi. Vị trí của hai người có lẽ là ở cửa hông cung điện. Vừa đi vào, tầm mắt trước mắt nhất thời trống trải, tuy rằng không có đạo khí bảo châu soi sáng, nhưng trên vách tường bốn phía khảm nạm từng viên ngọc chiếu sáng giống như dạ minh châu. Những viên ngọc này cũng không phải thứ bình thường, chúng phát ra gợn sóng giống như linh khí, nhưng loại bảo vật này, Khương Tuần liếc mắt biểu môi, trông có vẻ xem thường, còn thầm nói một bên, thứ ông muốn chính là đạo khí bảo châu, không phải những thứ nhỏ nhoi này. Đường Tuấn đã dần miễn dịch với những câu thế này. Nói tới thì thời gian anh và Khương Thuần quen nhau có hơi ngắn, không ngờ tới anh ta còn là thần thánh trời sinh. Hai người đi rất cẩn thận, chỉ lo không cẩn thận chạm phải cấm chế ẩn giấu trong tiên cung, hơn nữa còn quan sát động tĩnh xung quanh. Nếu như lúc này gặp phải ba người Diêm Quân Ngư một trận đại chiến gian nan là không tránh được đừng nhìn bây giờ miệng lưới khương thuần lợi hại như vậy nhưng lúc đánh thật tên này không có bao nhiêu sức chiến đấu hú đúng lúc này trong không khí vang lên tiếng rít một trường côn màu đen đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hai người đánh một gậy về phía hai người thiên khí ánh mắt đường tuấn khẽ chấp trường côn này vậy mà là thần binh cấp bậc thiên khí ôi trời ơi vậy mà có người xông tới bắt các người đi gặp đại vương. Trong trường côn vang lên một tiếng cười lớn, trông có vẻ cực kỳ đắc ý. Trường côn này vậy mà đã có linh trí, hơn nữa linh trí còn không thấp, chỉ là không biết đại vương trong miệng nó là kẻ nào. Một cảnh giới hợp thể, một cảnh giới động hư sơ kỳ, ha ha ha, thần phục dưới đại côn của ông đi. Mắt thấy trường côn sắp đánh vài đỉnh đầu hai người Đường Tuấn, tiếng cười khí linh trường côn càng cản rỡ hơn. Khương Thuần đã sớm không nhịn nổi cơn tức, lúc này lại bị một cây gậy chê cười, nhất thời không nhịn được. Anh ta đánh một quyền về phía Trường Côn, pháp lực trên nắm tay tăng mạnh. Quynh một tiếng, nắm đấm và Trường Côn va vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Chương 2798 khí linh sửng sốt. Trường Côn không ngừng rung động, kêu rên, đau chết ông rồi. Phong khẩn, xả hô. Mặc dù Trường Côn là thiên khí nhưng dù sao cũng không ai thao túng, mà Khương Tuần thì khác, còn là thần thánh trời sinh, thắng thua hầu như không có bất ngờ. Nhưng lúc này Khương Tuần nào sẽ để trường côn trốn thoát, hai tay vồ một cái, nắm thật chặt trường côn, cho dù nó dẫy dụa thế nào cũng không làm được gì. Thả côn ra ra, nếu không đợi lát nữa đại vương bọn ta ra tay, bọn bay đều chết chắc. Trong trường côn phát ra tiếng. Trường côn phát ra một chùm ánh sáng, một cái đầu buộc hai bím tóc hiện ra, khuôn mặt ú nu thịt, một người có dáng vẻ đứa trẻ xuất hiện trên trường côn, lúc này nó đang trợn hai mắt tức giận nhìn Khương Thuần. Trông có vẻ đứa trẻ này chính là khí linh trường côn. Khương Thuần nhìn đứa trẻ này, nhất thời im lặng, lắp bắp nói, khí linh phá côn này thế mà là thằng quỷ nhỏ. Vốn nghe tiếng nói Khương Thuần còn tưởng khí là tên bất lương, ai ngờ lại là một đứa trẻ nhỏ trông hơi lớn như thế. Anh nói ai là phá côn? khí linh lập tức không hài lòng nói, côn gia ta là thiên khí, sau này sẽ trở thành đạo khí. Khương Tuần cười xì một tiếng, nói với đường Tuấn, tên này sống trong tiên cung, lại còn sinh ra linh trí, đúng lúc dẫn đường cho chúng ta. Khí linh khoanh tay trước ngực, nhưng đầu tàn nhẫn nói, đừng hòng. Lời vốn dĩ hung ác từ trong miệng cậu ta nói lại trông có vẻ đáng yêu mấy phần. Khương Tuần ngay tức khắc cười ha ha. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, Bỗng nói, đại vương vừa nãy cậu nói là ai? Khí Linh lạnh lùng nói, đại vương bọn ta là một thiên khí hàng đầu, sợ chưa? Lời này của cậu ta vốn dĩ để hù dọa người ta, nhưng Khương Thuần nghe xong, ánh mắt nhất thời sáng lên nói, thiên khí hàng đầu, bảo bối tốt. Lúc nói chuyện, anh ta nhìn về phía Đường Tuấn nói, anh nắm chắc không? Ba người Diêm Quân Ngư kia lần này đi vào mang không ít thứ tốt, thực lực mạnh hơn bình thường quá nhiều. Nếu như có thể có được một thiên khí hàng đầu, có thể tăng cường cho thực lực của anh không ít." Đường Tuấn gật đầu nói, "Có thể tăng cường không ít." Khí linh sừng sốt. Cậu ta có phải nghe nhầm rồi không, một cảnh giới hợp thể và một cảnh giới động hư sơ kỳ lại muốn đi bắt đại vương. Đại vương là thiên khí hàng đầu đó, sức chiến đấu thậm chí còn mạnh mẽ và cao hơn cảnh giới động hư hậu kỳ. Cho dù không ai điều động, thì cũng không phải kẻ bình thường có thể đánh bại cậu ta nói ra là muốn hù dọa hai kẻ này, bây giờ hai kẻ này lại đang bàn bạc đi bắt giữ đại vương của cậu ta. Chương 2799, đại vương, ta bắt kẻ ngoại lai về rồi. Được, bị một cảnh giới động hư bắt, ông đây nhịn. Một tên cảnh giới hợp thể nho nhỏ như anh lại dám uy hiếp tôi, sau này xem ông làm sao bảo chế anh." Trong lòng khí linh tàn bạo nói. Hai người Đường Tuấn và Khương Thuần đương nhiên không biết suy nghĩ của khí linh thấy cậu ta vẫn phối hợp nên cũng không ra tay với cậu ta. Tiếp tục tiến lên, hai người đường tuấn biết được không ít thứ từ trong miệng khí linh. Ví dụ như tiên cung chia làm bốn khối lớn, kho thần binh, kho đan, kho thuốc và khu hạch tâm, vị trí hiện tại của họ cách kho thần binh khá là gần, nhưng cũng có một khoảng cách không nhỏ. Dựa theo lời của khí linh, đại ca của kho thần binh là một tên sắp bước vào đạo khí. Sau khi biết tin tức này, con mắt Khương Thuần nhất thời phát sáng. Đường Tuấn cũng thầm hoảng sợ, sắp bước vào đạo khí, cho dù ở Ngân Hà Trung ương cũng là thần binh cực kỳ mạnh mẽ. Đường Tuấn hỏi thăm khí linh có cảm nhận được những khác đi vào hay không? Khí linh cao mày nói, cấm chế ngoài tiên cung ẩn chứa số vòng quay của các tầng trời, sống chết chỉ trong chớp mắt, cho dù thật sự có thể đi vào, dưới sự chấn động của trận pháp cũng không chắc chắn sẽ rơi xuống gần kho thần binh. Bởi vì đã tính toán trong lòng, cho nên khí linh đều cố gắng trả lời câu hỏi của đám người Đường Tuấn. Trong lòng Đường Tuấn khẽ dao động, như vậy cũng được, không cần nảy sinh xung đột với ba người Diêm Quân ngư sớm như vậy. Hai người một côn rất nhanh đã tiến vào một không gian, không gian này giống như một thiên điện, vô cùng trống trải. Trong thiên điện có đặt một giá binh khí, chỉ là giá binh khí lúc này rỗng tuếch. Đại vương, ta bắt kẻ ngoại lai về rồi. Khí linh trường Côn lớn tiếng nói. Cậu ta cũng không dám nói mình bị bắt giữ, đến lúc đó sẽ bị thần binh khác chế nhạo. Theo âm thanh trường Côn khí linh vang lên, không gian vốn trống rỗng ban đầu nở ra với những hào quang. Trong chớp mắt không gian này tràn ngập các loại bảo quang, làm cho Đường Tuấn, Khương Thuần đều hít mắt lại. Mà trường Côn khí linh thừa dịp trong nháy mắt này, thân côn kịch liệt chấn động, từ trong tay Khương Thuần thoát ly ra ngoài trong không gian, bảo quang dần dần tiêu tán. Trong tầm mắt đường Tuấn, Khương Tuần có thêm 10 kiện binh khí. Những binh khí này có đao, thương, côn, diều, trên mỗi một kiện binh khí mang theo bảo quang bao bọc, tản ra khí tức mãnh liệt, không hề yếu hơn trường côn lúc trước, mỗi một kiện đều là thần binh cấp bậc thiên khí. Bất kỳ một món nào để ở bên ngoài, đều có thể làm cho vô số thế gia tranh cướp vỡ đầu. Phải biết rằng thần quốc cùng ngoại giới ngăn cách mấy vạn năm, nhân số thầy luyện khí so với bác sĩ còn thưa thất hơn, thầy luyện khí có thể luyện chế thiên khí càng ít hơn. chương 2800, Người Ngoại Lai Thiên khí hiện tại của thần quốc gần như đều là từ rất lâu trước kia lưu lại. Cho dù thiên khí của tam đại thế gia cộng lại, chỉ sợ cũng không có 10 món. Nhưng mà, tầm mắt của bọn đường Tuấn cũng không dừng lại ở những thần binh này, mà là có chút thất thần nhìn một chỗ khác. Nơi đó, đồng dạng tràn ngập hào quang không cách nào làm cho người ta bỏ qua. Những thiên khí này phóng thích hào quang thần thánh lẫm liệt, nhưng hào quang này lại là màu đỏ thấm, tản ra mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt cùng sát khí, không thích hợp với thần binh khác. Nhưng khí tức này lại áp qua hơn 10 kiện thiên khí, giống như vương giả vậy. Dưới hào quang này, một thanh kiếm lớn màu đỏ sậm yên lặng nằm. Thân kiếm màu đỏ sậm đứt hơn phân nửa, chỉ còn lại từ tay cầm đi xuống ước chừng một phần ba thiên khí đỉnh cấp. Khương Thuần cũng thu hồi bộ dáng cợt nhả lúc trước, biểu tình nghiêm trọng hơn rất nhiều. Vẻ mặt đường Tuấn xứng lại, lực chiến đấu của thiên khí đỉnh cấp tương đương với một vị động hư cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong, không thể khinh thường. Khi một điểm bảo quang cuối cùng tiêu tán, những linh hồn của thần binh này nhao nhao hiện thân, bộ dáng dĩ nhiên đều rất nhỏ xảo, hình thể cùng trường côn khí linh lúc trước không kém bao nhiêu, thoạt nhìn tựa như đứa nhỏ hơn 10 tuổi, hết sức đáng yêu. Duy nhất tương đối bất đồng chính là thanh kiếm màu đỏ sẫm kia. Hình thể khí linh đồng dạng đều là đứa trẻ 10 tuổi không sai biệt lắm, nhưng tóc lại là màu đỏ như lửa, phía sau còn khoác một chiếc áo choàng màu máu, hai tay ôm lấy, thoạt nhìn giống như ma đồng vậy. Đường Tuấn, Khương Tuần nhìn những khí linh này, không khỏi lộ ra ý cười. Khí linh của người khác đều được tạo ra đều mạnh mẽ và cao lớn, vì cái gì những khí linh này đều nhỏ và đáng yêu như vậy? ngay cả là đoạn kiếm khí linh ở trong mắt hai người xem ra cũng chỉ là đứa nhỏ thoạt nhìn có chút không chính thống mà thôi chu tước thần quân thật đúng là thú vị chẳng lẽ khi ông ta chế tạo những thần binh này chưa hết tính trẻ con trong lòng đường tuấn không khỏi nghĩ đến nơi này quả thực giống như một nhân quốc nhỏ người ngoại lai đoạn kiếm khí linh nhìn về phía đường tuấn và khương thuần nhìn chằm chằm Trường Côn vội vàng tranh công nói, "Đại vương, là tôi bắt bọn họ tới." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2800.